Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hà và Mix It Up. Hôm nay sẽ là một cái tập rất là ngắn gọn bởi vì Hà vừa mới gọt dưa hấu xong. Hay là nghĩ ra cái trò là Watermelon Margarita, là một trong những cái món margarita mà ở bên này mùa hè người ta rất là thích. Đang là mùa dưa hấu nữa, bởi vậy Hà làm ngay và lập tức quay một cái short video gửi cho các bạn. Hy vọng là bạn nào ở nhà cũng có thể làm được cái này. Rất là đơn giản, chỉ cần tequila, lime, dưa hấu. Hà sử dụng Cointreau, các bạn không có thì các bạn thể sử dụng triple sec. Nếu không thì các bạn chỉ bỏ đường vô là được rồi. Rất là ngon luôn. Nên là hy vọng các bạn sẽ yêu thích cái video này. Một cái video là ngắn thôi, Hà sẽ không nói gì hết, chỉ toàn là viết chữ và để hình. Rất là vui, và Hà sử dụng muối tôm để làm cái rim. Một chút hương vị quê nhà. Cheers, hy vọng các bạn yêu thích nhé. Bye bye. Dầm. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me. Let's go to an art museum. I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep, 'cause darling, you're sleepy, eyes are closing. Coffee shop.